tư năm 50 buổi chiều ngày 2 tháng 10 rất đông bà con đi với từng đoàn xe máy, ai cũng đèo 2-3 người rồi chăn căn gói quả mướp đằng sau, tôi đoán là chắc họ cũng di chuyển về nơi ở hoặc là về quê. Dòng người từ Bình Dương hướng ra quốc lộ 1A theo đường DT 743 rất đông. Ai cũng khăn gói quả mướp đằng sau. Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ là dỡ bỏ chốt trong khu dân cư, dòng người đổ ra đường rất đông. Từng đoàn người xe máy nối đuôi nhau.